được cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta. Chính lúc anh để cô ta xen vào cuộc sống giữa chúng ta. Đã qua một lần em nghĩ đến làm chuyện chẳng nên với bản thân. Rồi nhận ra bao ngày qua yêu anh quá, lại mình khó chịu mà vung tay để em cách xa. Ngốc như em, chẳng ai hiểu, chẳng ai chịu. Sẽ nguyên vẹn.